có hai mẹ con, cha mất sớm, hai mẹ con nuôi nhau. Ngày mới đâu 9-10 tuổi đó. Thì một hôm thì trời nắng chang chang, mẹ đi làm bắt giỏ cua từ chiều hôm trước, bảo con ở nhà sáng mai thì con gì con ở nhà thì nấu cơm, thì con đem giỏ cua để giã để nấu canh rau dền, thì ở ngoài vườn đó con ra mà hái nấu bát canh rau dền với cua đó, để mẹ đi đồng làm với mẹ con cùng ăn. Rồi con thì bảo vâng. Mẹ đi làm về buổi trưa khoảng 11 12 giờ trưa, nắng tháng 4 tháng 5 chúng ta biết ngày xưa mùa hè nó nắng lắm. Bây giờ cũng nắng nhưng mà ngày xưa nó gì nó còn có khi nắng hơn. Mẹ đi làm về nắng nóng như vậy, bảo giờ con bưng cơm ra để cả nhà hai mẹ con cùng ăn. Bê mâm cơm ra, nồi cơm ra, nồi canh ra, chỉ thấy gì? Chỉ thấy bát canh rau dền suông. Mẹ hỏi là mẹ đã bảo con là gì? Là cái giỏ cua hôm qua mẹ bắt mẹ để ở ở trong kia, mẹ để cho cái thùng ấy mà sao con không lấy để con không giã để mà gì? Mà nấu mẹ đã bảo con từ sáng rồi mà, dặn đi dặn lại rồi mà. Đứa con gái đầu gái tai bảo là gì? Lúc đầu thì không dám nói nhưng nghe mẹ nói nhiều. Thì đứa con gái đầu gái tai mới bảo là mẹ, không phải là con lười đâu. Con ấy thì cũng nghe theo lời mẹ lấy cái giỏ bắt cái giỏ cua ra để giã. Thì chúng ta biết là trước khi giã cua thì phải đem đi gì? Đem đi rửa. Mà rửa cua thì cua này chỉ ngâm nước xong một cái nó vào nước một cái thì từ cái miệng, từ hai cái mắt này gì? Với cái miệng của nó thường nó hay sùi gì ạ? Sùi nó đùn cái bọt nước ra. Nhân duyên thế nào đứa trẻ thấy gì? Cái con cua đó nó sùi nước ra như vậy thì đứa trẻ nghĩ là gì? Con cua đang khóc. Và nó nghĩ rằng, nó nghĩ sâu, nó không nghĩ rằng con cua nó sùi bọt mép, mà con cua gì? Nó nghĩ rằng con cua đang khóc. Con cua bố đang khóc gì? Sắp sửa phải xa con cua con. Và xa con cua gì? Cô vợ. Và con cua mẹ nó đang khóc sắp sửa phải xa con cua gì? Cô bố, tức là con cua chồng, và xa con cua con. Và ngược lại con cua con sắp, nó đang khóc vì sắp sửa phải xa con cua bố và con cua mẹ, anh em gia đình của nó. Tâm Phật trong một đứa trẻ nhìn thấy con cua sùi bọt mép, nó tưởng tượng ra đó là gì? Đó là một sự chia ly không đáng có. Cho nên á, đứa trẻ liền là mang cả giỏ cua ra cầu ao ở, mình vừa rửa xong đấy, đổ hết xuống đó phóng sinh. Nghe đứa con nói như thế, người mẹ gì đang tức tốc do chưa được học Phật pháp mà đang gì đang tức tối trong lòng, nghe đứa con nói như thế, sao mày lại ngu thế, làm gì có chuyện cua khóc cái thằng này. Cho nên là gì, nhìn đi nhìn lại thấy cái cắn, thấy cái chổi gì, cái cắn chổi tre ở bên cạnh là gì mày lười thì mày có gì, mày lười mày có ai có chuyện là gì, cua khóc. Nó nói không, nó khóc thật mà mẹ, nó khóc thật. Thế mẹ tức quá vớ cái chổi lại vừa tối vừa tấp, vừa vụt con vừa bảo là gì mày ngu thế, mày lười thế, mày chết đi, mày biến khỏi nhà tao đi, vân vân. Đánh nó, vừa mắng vừa đánh, rồi đứa trẻ nó sợ quá nó đứng lên nó chạy, người mẹ tức quá không thể nào chịu được gì, liền vác cái chổi đuổi theo đứa con trai duy nhất của mình, và vừa đuổi về mà mày cút đi, không có mày gì mà tao bắt được mày, tao đánh mày chết. Nó sợ quá nó chạy từ đất Hưng Yên lên tới đất gì Nam Hà Phủ Lý, chạy từ buổi trưa cho đến gì cho đến tối 9-10 giờ đêm. Nó đói quá nó ngất lả trên cước trước cửa một ngôi chùa, được một vị hòa thượng ra đóng cửa chùa, chú tiểu ra đóng cửa chùa thì thấy một đứa trẻ ngã ngất trên ở bên cửa chùa, chạy vào hỏi hòa thượng trụ trì ra thì bế nó vào cho nó ăn. Ăn xong thì hỏi ra mới biết là gì, mẹ nó như thế như thế. Hòa thượng biết cái đứa trẻ này có duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp cho nên á mới bảo nó rằng thôi thì con cứ ở đây tạm một thời gian, bây giờ về thì mẹ con thì đang nóng vội, có khi thì về mẹ con lại đánh cho. Thì nhưng mà hòa thượng biết đứa này nó trẻ nó có duyên với Phật rồi cho nên nó bảo nó ở lại một thời gian, ở lại vài hôm thì gì tự nhiên nó thích, nó thấy gì được đọc kinh Phật, được niệm A Di Đà Phật, và được hòa thượng dạy cho nó gì cái lòng yêu thương chúng sinh, giống như yêu thương chính bản thân mình và yêu thương chính những người thân của mình vậy, yêu thương từ những con kiến con trùng cũng như yêu thương bản thân mình vậy. Cho nên đứa trẻ đó thì đã ngấm được cái tinh thần từ bi của đạo Phật chỉ trong một vài ngày ở trong chùa thôi. Và nó xin với hòa thượng rằng á là thôi xin hòa thượng thương con và độ cho con thì được xuất gia. Và hòa thượng thì thấy thế cũng rất hoan hỷ và độ cho xuất gia, dần dần sau này lớn lên trưởng thành
và trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, đó là gì? Giáo hóa được vua Lê. Từ cái ông vua là gì? Như là một vị bạo chúa, một vị gì không có niềm tin với Tam Bảo Phật Pháp, đuổi sư gì, sư, các sư già đuổi về nông thôn, sư trẻ thì bắt hoàn tục, phá chùa, hại tháp, khiến cho trong kinh thành lúc bấy giờ thì chẳng còn một bóng sư. Tức là gì? Trong kinh thành Thăng Long ngày đó thì không còn một vị sư nào, đuổi hết. Vì nghe theo nhà Nho, Sàm Tấu nói là sư không làm cái gì lợi ích cho gì cho xã hội cả, sư là những kẻ ăn bám, rồi sư thế này, sư thế nọ, sư kia, vân vân. Vua tin theo và liền cho đốt chùa, giết sư, giết có, đốt có, và bắt hoàn tục có, đuổi về gì đồng quê có, đuổi về ngôi chùa làng ở vùng xa nơi trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của quốc gia có. Nhưng rất may, chính vị thiền sư tổ cua này, ngài gọi là tổ cua là vì ngoài cái tên thân thiện với ngài, vì ngài xuất gia nhân duyên đó, gọi là thiền sư tổ cua. Chính trong lịch sử thiền viện Tập Anh á, của Phật giáo Việt Nam ghi ngài chính là thiền sư Tông Diễn đó. Các quý vị về sẽ tìm đọc cái quyển sách về giai thoại về thiền sư Tông Diễn, hay còn gọi là thiền sư tổ cua, sẽ thấy gì? Ngài á, có công rất lớn trong việc phục hưng, chấn hưng Phật giáo Việt Nam chúng ta ở cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17 sau Công Nguyên. Làm gì? Ngài chính là người làm cho cái vị vua Lê đó hồi tỉnh và quỳ mọp xuống chân để sám hối, và sau này thì sám hối cái tội đó trước chân ngài, trước ngài mà còn phát nguyện là gì? Tượng Phật, tạc một pho tượng Phật duy nhất của Việt Nam cũng trên thế giới. Đó là tượng Phật không ngồi trên tòa sen, mà tượng Phật ngồi trên gì? Trên lưng một vị vua, để sám hối cái tội gì? Phá hoại Tam Bảo, hoại Phật, hoại Pháp, hoại Tăng của mình trước đây, do vô minh, do nghe lời Sàm Tấu của một số nhà nho hủ bại và ganh ghét Phật giáo. Cho nên vị vua Lê đó gì? Đã sám hối bằng cách là gì? Từ trong tâm rồi, nhưng mà thì còn để dạy cho con cháu của mình và những người mai sau là gì? Đừng có phạm phải sai lầm như tôi nữa mà gì? Cho nên ngài mới thể hiện là gì? Bảo tạc một pho tượng, một người ngồi quỳ ở dưới, mọp ở dưới, giống như là ông vua đó, và để gì? Làm một tôn tượng của Đức Phật ngồi lên trên lưng vị vua đó. Đấy là một pho tượng có 102 của Phật giáo, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tượng Phật trên thế giới thì toàn ngồi trên tòa sen. Tượng Phật của Việt Nam chúng ta có một ngôi chùa đây, hình như đấy là chùa Hoài Nhai của chúng ta thì phải. Duy nhất một pho tượng ngồi trên lưng của một ông vua. Và cái chùa đó chính là ngôi chùa mà gì? Sau này ngài thiền sư Tông Diễn này được vua gì? Vua cho xây dựng cái chùa đó và thỉnh mời ngài trụ trì đó để làm nơi hoàng pháp cho gần kinh thành, thỉnh thoảng lui tới để học pháp, để đàm đạo. Sau khi mà nổi tiếng rồi thì ngài mới đi về quê của ngài ở Hưng Yên để hoàng pháp, có công việc Phật sự. Ngài đi về quê thì hơn 30 năm sau, tức từ khi đó, xuất gia đó, đã hơn 10 tuổi rồi, cho đến hơn 30 năm sau, tức là hơn 40 tuổi, khi đó ngài cũng đã gì? Có thể trạc tuổi như chúng tôi hoặc nhiều hơn một chút, cũng lên ngôi vị thượng tọa gì đó. Nhưng mà ngài thì giỏi, chúng tôi thì chả làm được cái gì cả. Cái ngài thì giỏi đạo hạnh, cho nên ngài đi về, đi qua cái cổng làng của mình cũ ngày xưa, ngài thấy một bà cụ già bán nước ở bên gốc cây đa. Nhìn từ xa ngài đã biết đó là mẹ mình rồi. Nhưng ngài vào thì ngài vào uống chén nước và trò chuyện, hỏi thăm bà cụ rồi thì chuyện qua lại một chút, thì ngài bảo thôi tôi có việc phải đi thôi, bà cụ cứ ở lại bán hàng nhé. Thế đi 2-3 ngày sau khoảng chuyến hoàng pháp đó xong, thì thầy á, vị thượng tọa thiền sư tổ cua đó, ngài Tông Diễn đó, hoàng pháp xong ngài lại đi qua về đó, lại ghé vào cái quán nước cây đa đầu làng của bà cụ bán hàng đó, và ngồi uống nước một chút xong hỏi thăm chuyện qua lại, hỏi là cái cụ bán hàng như thế này thì hàng ngày cuộc sống ra sao, có đủ sống đâu, con cái đâu, vân vân thế này khác. Lúc này mới có thời gian nói chuyện, bà cụ bảo á, chẳng giấu gì thầy thì trước đây tôi cũng có một đứa con trai, nếu bây giờ nó còn sống thì có khi nó chuột tạc chuổi thầy. Ngày xưa tôi nóng tính như thế cho nên đánh đuổi nó, không biết bây giờ nó sống chết ra sao. Hơn 30 năm nay bạt vô âm tín, tôi cũng chẳng biết là như thế nào nữa. Nghe như vậy thì ngài càng chắc chắn đây là mẹ mình 100% rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cho nên nhưng mà ngài không nói ra là mình là con của bà cụ, cũng không nói bà cụ là mẹ của mình. Và ngài gì dùng phương tiện và nói rằng á, vậy thì thưa cụ, đấy bây giờ thưa cụ sống có một mình như vậy đấy, cũng già rồi, pháp phỏng thì thôi cụ, hàng ngày cũng hay đi chùa như vậy thì thôi, tôi có cái chùa ở trên gì, chùa Hoài Nhai ở trên gần chỗ kinh thành đó, thì tôi ở đấy thì cũng mấy ngôi chùa không có người trông nom thì thưa cụ có thể về đấy, có mấy chú tiểu mấy thầy trò với nhau thì cụ ở đấy thì hàng ngày thì khỏe thì cụ gì, cụ ra nhặt cái cỏ, yếu thì cụ gì, cụ tụng kinh niệm Phật, mà yếu nữa thì thôi cụ nằm cụ nghỉ. Tuổi cũng đã 67, 80, 67, 70 rồi còn gì nữa. Bà cụ nghe cũng vui. Em mới gặp qua đường gặp ông sư mấy hôm trước hôm nay mà cái nghe một cái gì nó thân thiết trong lòng mà ông lại đề xuất như thế. Bảo tôi vô thơ, thế con đi với thầy. Thế là đi về. Về thì nói rằng á, ngài không nói cho bất cứ ai, người dân làng già trẻ gái trai giống như đi, các đệ tử của mình. Cũng không nói đấy là mẹ mình mà chỉ nói là có một bà cụ như thế tôi gặp ở dưới quê. Thế cụ cũng gì cũng có tâm hướng Phật thì tôi thì bảo cụ lên thì làm công quả chấp tác, khỏe thì cụ thổi cơm thì nhặt cỏ thì quét chùa, lau ban Phật, mà yếu thì thôi thì cụ làm được đến đâu làm, các chú thì cũng đừng phải cố gắng dẫn dìu dắt rồi khuyến tấn cho cụ gì, cụ làm và cụ tu, niệm Phật là chính. Thế mấy chú tiểu của cụ mà của mấy đại đức và chú tiểu của thượng tọa thì cũng bà hoan hỉ, bà vâng thì thầy dạy nào thì con y giáo phụng hành, cho nên thì cũng hàng ngày bên bà cụ thì khỏe thì làm công quả tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Một hôm thượng tọa có việc phải đi xa thì bảo các đệ tử rằng á, trong mấy hôm nay thì trời nó cũng trở thời tiết thay đổi, thấy tôi thấy bà cụ lại ho nhiều và sức khỏe yếu hơn, nếu mà mấy hôm nữa tôi đi mà không may bà cụ có bệnh hệ gì á, thì các thầy á với các chú á, đừng có động chạm vào thân thể của cụ, cứ để nguyên ở trên gì ở trên giường, mắc màn lên và gì, đợi tôi về thì gì mới tính sau. Thế cụ đi 3-4 ngày sau thì đúng quả thật về thì cái vị thượng tọa đi về thì cái bà kia, bà cụ kia thì với mẹ của ngài ấy, mới mất từ gì từ chiều tối đêm hôm trước thì sáng hôm sau ngài về. Ngài về thì nghe thấy người nhốn nháo chạy qua chạy lại, mấy chú tiểu cũng đấy, chạy qua rồi vừa thấy ngài về vào chạy ra tận cửa chùa để đoán cụ thì bảo là bạch thầy ấy, không ổn rồi. Bà vãi gì đi mất chiều hôm qua bà ấy thay đổi tiết nó lạnh quá, bà ấy thì bà ấy đi rồi. Thế nhưng hòa thượng thầy dạy chúng con là vẫn cứ mắc màn đắp chăn đợi đấy, chúng con vẫn làm thế thôi, may quá thầy về sớm. Thế thượng tọa ừ thế à, thế để đấy thầy vào thì xem nào. Thế là vị thượng tọa ấy vào cất đồ đạc, túi pháp cất đi rồi đồ đạc cất đi thì liền lên lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu đi xuống là tự mình bảo đi múc nước ra giếng múc nước lấy khăn mặt và gì bảo các chú tiểu thôi đi ra ngoài chút để thầy có thể thầy tự lo. Thì về lúc đấy là dân làng đã mang mua sẵn cái quan tài mang đến đấy rồi, bà vãi ở chùa chết mà. Thầy đi vắng cái mấy chú tiểu với các cụ ở nhà mua sẵn quan tài đấy nhưng mà chưa dám cho vào vì nghe lời thầy dặn, sư phụ dặn vẫn để nguyên. Cho nên thầy tự tay mình là tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ và đi ra thì đem ra khâm liệm xong bắt đầu cho vào quan tài khâm liệm thì là lễ phát tang đó, nôm na lễ phát tang. Lúc này thì thầy ấy mình cả Sa Tích Trượng đối trước gì ở bên cạnh cái áo quan ở phía trên đầu á dậm xuống đất gì 3 cái như vậy và nói là gì, trong kinh Đức Phật nói là người xuất gia đắc đạo có thể độ cho gì cha mẹ sinh thiên và họ hàng thân tộc ông bà nội ngoại cửu huyền thất tổ đều được gì thoát khổ. Lời nói của kinh Phật không sai gì, nguyện cho mẹ tôi cũng gì cũng được sinh thiên. Nói xong một cái thì cái quan tài từ từ là bay lên khỏi mặt đất, trụ ở trên hư không khoảng 30-40 phân, cách mặt đất 30-40 phân như vậy và gì hàng tiếng đồng hồ và hương thơm gì ngào ngạt tỏa khắp gì khắp chùa và đặc biệt là quang minh rực rỡ. Chư thiên hoặc A Di Đà Phật đó thì đến đoán thì chúng tôi không thể nói rõ nhưng mà chỉ nói là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân giới cứu ba đường khổ nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam